Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ cách để chúng ta đấu một cái mạch bảo vệ loa này vào bên trong âm ly. Thông thường thì những chiếc âm ly xịn sò thì nó đã được trang bị cái này sẵn ở trong âm ly rồi. Tuy nhiên là cũng có khá là nhiều âm ly do nhà sản xuất tiết kiệm chi phí nên là đã cắt bớt cái con dơ le này, tức là cái bảo vệ loa này ra. Đây, như các bạn quan sát, đây là một chiếc âm ly không hề có mạch bảo vệ loa nhá. Đây, nó không có cái mạch này ở trong này. Nên là hôm nay mình sẽ đấu cái mạch này vào cái âm ly này. Đồng thời mình sẽ quay lại để hướng dẫn các bạn làm luôn nhá. Đây, các bạn nhìn trên màn hình, đây là một cái bo mạch, nó sử dụng nguồn AC từ 30 đến 35V. Đây, đầu vào đây các bạn, bên trái ngoài cùng đây là hai đầu vào của nguồn AC 30 đến 35V. Đây, nó có đèn LED báo sáng khi mà chúng ta bật lên. Đấy, tiếp theo là hai cái đường tiếng đi ra, đây R và R out. Còn bên phải ngoài cùng này chính là đường tiếng đi vào từ bo công suất đi vào. Đấy, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nha. Và để đấu được cái mạch này, trước tiên thì các bạn cần chuẩn bị cho mình 4 đoạn dây từ 20 đến 25 phân để chúng ta kết nối cái bo mạch này vào trong âm ly này nhá. Đây, mình sẽ sử dụng hai dây màu đỏ này, mình sẽ làm dây nguồn. Đây, các bạn quan sát này, AC, đấy AC đi vào chính là hai cái điểm này. Mình sẽ đấu dây màu đỏ này vào. Giờ mình sẽ tiến hành đấu luôn nhé. Cái mạch này nó có tác dụng là bảo vệ loa của chúng ta nhé. Khi mà các bạn bật tắt âm ly thì nó có tiếng bụp một cái, thì chúng ta lắp cái này vào thì nó sẽ khử cái tiếng bụp đấy nhá. Tức là khi chúng ta mở lên thì nó chưa kết nối âm thanh ra loa nhá. Mở lên được đến tầm 5 đến 7 giây thì con dơ le này nó mới đóng công tắc, mới cho đường điện đi vào loa. Sau khi chúng ta đấu được như này thì các bạn sẽ để sang một bên nhé. Tiếp theo các bạn sẽ gỡ hai dây ra loa này, đây hai dây ra loa, đây hai bên trái và phải chúng ta sẽ gỡ ra hai dây bên ngoài thôi, đấy kênh trái và kênh phải thôi, còn dây mát chúng ta để nguyên. Ok, sau khi các bạn gỡ hai dây này ra, kênh trái kênh phải này ra, thì chúng ta sẽ đấu ngay vào cái bo này nhá. Đây, các bạn sẽ tiến hành đấu vào bên trái bên phải đây này, sẽ đấu vào cái bo mạch bảo vệ này. Đây là đường tiếng đi vào, có ký hiệu chữ in đây. Đấy, chúng ta sẽ đấu vào đây, đây bên dưới này này. Cái điểm bên này là mát nhá, mát chúng ta không phải đấu đâu. Đây, chúng ta đấu chung với cái mạch này rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ đấu, tiếp tục đấu đường tiếng đi vào cái bo mạch bảo vệ này. Bảo vệ này. Ok rồi các bạn nhá. Sau khi các bạn kết nối dây âm thanh vào bo mạch này thì các bạn để ý cho mình hai dây màu đỏ này, này. Hai dây nguồn này chúng ta sẽ cấp điện từ cái bo công suất nhá. Còn hai dây màu trắng này này, hai dây âm thanh out này, chúng ta sẽ đấu nó vào. Đây các bạn xem.
chúng ta sẽ đấu nó vào hai bên jack kết nối ra loa. Đây, chúng ta sẽ đấu vào đây. Đó, các bạn sẽ kết nối vào đây nha. Đây, mình sẽ nối luôn. Ok. Đây, hai đường tiếng đi ra, mình đấu vào cái jack kết nối loa này rồi nha. Hai đường dây đi loa. Đây, hai đường dây ra loa. Mình đã kết nối vào cái jack chúng ta kết nối dây vào loa đây. Còn bên này dây âm thanh đi vào, chúng ta lấy từ bo công suất. Đây. Đường tiếng đi ra từ bo công suất. Hai dây nguồn. Các bạn để ý cho mình hai dây nguồn nhá. Nguồn này là nguồn AC 30 đến 35V nhá. Nên là chúng ta ví dụ như cái biến áp này. Ở đây là bên này là 35V này. Bên này là cũng 35V này, điểm giữa là điểm 0V. Tức là cái âm ly này đang chạy nguồn đôi. Nguồn đôi 35V, chúng ta sẽ đấu như này nhá. Đấy, chúng ta sẽ đấu ở điểm giữa và một điểm bên ngoài. Nếu mà các bạn đấu hai điểm ngoài như này thì nó sẽ lên đến 70V, sẽ chết con dơ le này nhá. Đấy, các bạn chú ý ở điểm này. Bây giờ mình sẽ lật ngửa cái bo mạch này ra để mình đấu vào đây. Bởi vì dây nguồn của cái bo công suất này đi vào cái bo mạch này xong mới đi ra. Đấy, mình sẽ... Cái điểm này là điểm mát này. Màu đen, dây mát này. Nó đi ra đây. Đấy. Bây giờ mình sẽ hàn vào đây. Là một đầu này. Và dây này cũng 35V này, mình sẽ hàn vào điểm dây này. Đấy. Đấy, đã xong rồi. Giờ mình chỉ việc gắn cái mạch này vào vị trí nào cho nó thích hợp là được. Bây giờ mình sẽ lắp vào nhé. Đây, các bạn lắp gọn vào. Còn cái mạch bảo vệ này, các bạn cứ tìm một vị trí nào lắp đặt cho nó gọn vào là được. Các bạn để ý là không để cái chân của con linh kiện ở dưới bao mạch này chạm vào vỏ nhé. Đây, để ý là không chạm bên này, nó sẽ bị chập nhá. Bây giờ mình sẽ bật lên nhá. Đây, nút nguồn ở góc bên này, mình sẽ bật lên các bạn xem nhá. Đấy, sau khi mình bật công tắc được tầm 3 đến 4 giây thì cái con dơ le này nó mới sáng đèn, nó mới cạch một cái và nó mới kết nối cho nguồn điện đi ra loa. Như vậy là khi mà chúng ta bật tắt âm ly mà có tiếng bụp thì con dơ le này đã khử đi hoàn toàn nhá. Tiếng bụp nó xảy ra xong thì nó mới nhảy dơ le và kết nối điện ra loa. Đấy. Đồng thời là cái mạch này sẽ ngăn không cho dòng điện một chiều đi qua nhá. Sẽ bảo vệ được loa của chúng ta không bị cháy do dòng điện một chiều xảy ra đột ngột trong quá trình sử dụng do mạch công suất bị lỗi. Ok, video của mình xin kết thúc ở đây nhé. Các bạn xem video nếu thấy có ích đừng quên bấm like, chia sẻ giúp mình nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.